Công Phượng không vào, rất đáng tiếc. Bây giờ là cú sút của Trọng Hoàn. Trọng Hoàn chính xác cú sút rất căng và chính xác của Trọng Hoàn. Bây giờ là cú sút của cô Gia Cao. Sút đẹp, rất nguy hiểm. Cô đá vào góc hiểm, góc chết. Trên là Quế Ngọc Hải. Sút đẹp, rất căng. Cú sút đánh lừa hoàn toàn thủ môn đối phương. Bây giờ là Leandro Pacuna và Đặng Văn Lâm. Pacuna vào, quá đáng tiếc cho Đặng Văn Lâm. Tình huống rất đẹp, bình tĩnh của Pacuna. Bây giờ sẽ là Đoàn Văn Hậu, cầu thủ trẻ rất triển vọng của Việt Nam. Đoàn Văn Hậu rất đẹp. Cú sút quá hiểm của Đoàn Văn Hậu. Đây là vẻ mặt quân viên Panzo. Giờ là Matthew Maia. Maia và Đoàn Văn Hậu. Maia vào. Và như vậy trận đấu kết thúc với loạt đá lưu 5-4 dành cho Curaçao.